Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong cờ vua hiện đại thì Stockfit và Alpha Zero được coi là những phần mềm cờ vua mạnh nhất thế giới. Trong khi đó thì với Elo lên tới 2882, không ai có thể phủ nhận Manu Kassen là kỳ thủ mạnh nhất. Trong nhiều trận đụng độ nảy lửa giữa Kassen và Stockfit đã diễn ra, nhưng đa phần Kassen đều chơi quân đen. Liệu rằng khi được chơi quân trắng thì với đẳng cấp của mình, Manukasen có thể cầm hòa hoặc đi xa hơn Đánh bại các phần mềm cờ vua mạnh nhất đang thống trị thế giới hay không và Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa cựu vua cờ Manukasen Và phần mềm cờ vua Alpha Zero có Elo lên tới 4.000 nhé Trận trọng lớn này thì Manukasen chơi quân trắng và Alpha Zero cầm quân đen Đối đầu với một trong những phần mềm cờ vua mạnh nhất mọi thời đại Manukasen tung tuyệt chiêu E4 để khởi động ván cờ Alpha 0 nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt C5 triển khai phòng thủ Sicilia để đối phó với kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử loài người trắng nhảy mãi 3 nước cờ tấn công được coi là mạnh mẽ nhất đen lên tốt E6 sử dụng hệ thống Svenny Gen để chống cự trắng đẩy tốt D4 đánh chiếm trung tâm đen ăn tốt sang D4 trắng ăn mã lên D4 đen nhảy mãi F6 phản kích vào tốt trung tâm E4 Trắng triển khai mã lên C3, đưa quân xuất trận bảo vệ tốt trung tâm. Đen nhảy mã F6, siêu khích mã trắng ở trung tâm. Ở đây trong trường hợp mà trắng nhảy mã lên B5 để dình vào D6 chiếu thì đen sẽ phi tượng lên B4 răng. Trắng nhảy mã D6 chiếu thì đen sẽ chạy vua lên E7 bắt mã. Trắng chạy mã về C4 thì đen sẽ thừa cơ dâng tốt D5, phản kích vào trung tâm. Trắng ăn tốt sang D5 thì đen sẽ ăn tốt lên D5 bắt mã. Trắng lên hậu E2 chiếu thì đen sẽ phi tượng lên E6 che chắn cho vua. Trắng chạy mã lên E5 thì đen sẽ thúc tốt tràn sang D4 tấn công vào quân mã đang bị răng. Trắng ăn mã vào C6 thì đen sẽ ăn tốt lên C6. Trắng phi hậu vào A6 dình luồn xuống B7 chiếu để bắt lại tượng. Thì đen sẽ phi hậu lên B6 gạ đổi và đen sẽ chiếm thế chủ động trong thế cờ này. Trở lại với diễn biến văn cờ Trắng lên tượng E2 Đen đẩy tốt E5 Phản kích vào trung tâm Trắng ăn tốt sang D5 Đen ăn tốt lên D5 Sau khi đã hoàn thành phát triển các con nhẹ ở bên cánh vua Trắng mau chóng nhập thành đưa vua vào vùng an toàn Chuẩn bị cho các trận đánh lớn Đen triển khai tượng lên D6 Chỉa hỏa lực về phía cánh vua Trắng nhảy mã lên B5 Tấn công tượng Đen chạy tượng về B8 tránh đòn trắng triển khai tượng lên e3 không dám để quân vua ở giữa bàn cờ lâu nên vội vã nhập thành trước khi mở các cuộc tấn công quy mô lớn trắng lùi mã về f3 nên để tốt a6 đuổi mã trắng chạy về d4 thừa thế sông lên nên lên hậu d6 tạo thành thế hậu trước tượng sau chĩa về phía điểm yếu h2 để dình dập ở đây trong trường hợp cẩn thận thì trắng có thể đẩy tốt g3 đề phòng có biến đen qua xe e8 thì trắng sẽ lên hậu d3 đen nhảy mã vào e4 chiếm đóng trung tâm thì trắng sẽ qua xe e1 đen phi tượng vào h3 và ván cờ sẽ diễn biến cân bằng trở lại với ván cờ thực chiến trắng đẩy tốt h3 bảo vệ og4 để đề phòng mã đen xâm nhập tấn công đen qua xe e8 triển khai xe tham chiến trên cột mở e với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường. Trắng mạnh mẽ dâng tốt C4 phản kích vào trung tâm. Không ngờ lại gặp phải tăng liều với thẳng xe vào tượng E3. Tưởng ngon, Trắng ăn tốt lên E3. Đen tiếp tục tăng độ liều của mình bằng việc thí thêm quân tượng vào tốt H3. Phá tan tành hàng rào tốt bảo vệ vua trắng. Trường hợp mà trắng ăn tốt lên H3 thì đen sẽ phi hậu vào G3 chiếu Trắng chạy vua vào H1 thì đen sẽ ăn hậu sang H3 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ lại qua hậu G3 chiếu. Trắng chạy vua vào H1 thì đen sẽ nhảy mã lên G4. Dình ăn con tốt E3 bắt hậu và làm bàn đạp cho hậu vào chiếu hết ở G2. Trắng nhảy mã F5 đuổi hậu đen khỏi vị trí tấn công nguy hiểm thì đen sẽ qua hậu H3 chiếu. Trắng chạy vua vào G1 thì đen sẽ phi tượng vào H2 chiếu bồi trắng chạy vua sang H1 thì đen sẽ lùi tượng với F4 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ ăn mã về E3 tấn công hậu và đe dọa chiếu hết ở G2. Trắng ăn mã về E3 thì đen sẽ ăn tượng vào E3 chiếu. Trắng lên sẽ F2 che thì đen sẽ qua hậu G3 chiếu. Trắng chạy vua vào H1 thì đen sẽ ăn tượng F2 và giành ưu thế lớn khi đen hơn cả một quân đoàn tốt. Đồng thời vua trắng lại bị hở toang hoác. Trở lại với diễn biến ván cờ Dù nhìn thấy quân tượng thèm dò cả dãi Song trắng không dám làm liều liền ăn mã và C6 Dọn dẹp bớt quân cho nó thoáng để dễ bề phòng thủ Đen ăn tốt lên C6 Trắng phi tượng lên D3 Chỉ hỏa lực về phía cánh vua để chuẩn bị phản công Đen chạy tượng về D7 Trắng ăn tốt sang D5 Đen nhảy mã vào G4 Đưa thêm quân lên tấn công nếu mà trắng ăn tốt vào C6 thì đen sẽ lắc hậu qua H6. Đe dọa sẽ đưa tượng vào H2 chiếu. Trắng qua C1, mở đường cho vua tháo chạy thì đen sẽ ăn tượng lên C6. chữa hỏa lực song tượng về phía cánh vua. Trắng lên hậu D2, phòng thủ hàng 2 thì đen sẽ đưa tượng lên A7. Chuyển hướng sang tấn công vào điểm yếu ở E3. Trắng lên C2, chuẩn bị đưa xe còn lại. Sang thì đen sẽ đổi tượng vào mã F3 Tiêu diệt ngay quân mã phòng thủ Trắng ăn tốt lên F3 Thì đen sẽ ăn mã vào E3 Dình tung ra đoàn chiếu mở Hết đường chạy Trắng qua xe 2 để che chắn cho vua Thì đen sẽ phi hậu lên cờ 5 chiếu Trắng chạy vua qua H1 Thì đen sẽ sang hậu H5 chiếu bồi Không thể qua xe H2 che Vì sẽ bị hậu đen ăn F3 chiếu Trắng qua cg2 che Thì đen sẽ lùi mã về g4 Đe dọa sẽ qua hậu h3 chiếu Khiến cho trắng bị quay như là trong trắng Còn nếu mà trắng chạy vua g1 Thì đen sẽ lên hậu h4 đứng rình Trắng nuôi tượng với f1 Co cụm lại để phòng thủ Thì đen sẽ qua d 8 đuổi hậu Trắng chạy hậu sang e2 Thì đen sẽ đẩy tốt g6 mở cửa sổ Trắng qua f 2 đuổi hậu Thì đen sẽ lùi mã về f5 chiếu Trắng mà chạy vua lên G2 thì sẽ bị đen phi hậu vào G3 chiếu. Trắng chạy vua về H1 thì đen sẽ xuống hậu G1 chiếu hết ngay. Còn nếu mà trắng lại qua xếp 2 che chắn thì cũng không khá hơn là mấy. Và đen sẽ nhảy mã vào G2 bắt hậu. Đồng thời đe dọa chiếu hết ở H1 khiến cho trắng không thể chống đỡ. Trở lại ván cờ thực chiến. Trắng qua hậu m 1 bảo vệ tốt. Đồng thời tìm cách đưa hậu sang mặt trận cánh vua Đen đẩy tốt G5 Ngăn chặn hậu trắng lên H4 phản công lại Nếu mà trắng ăn mã lên G5 Thì sẽ bị hậu đen xuống H2 Chiếu hết ngay Do đó mà trắng đã ăn tốt vào C6 Bắt tượng Đen ăn tượng lên C6 Với nước đi này thì cả hai tượng của đen Cùng với hoàng hậu Đều đã tạo thành một trận địa pháo Chĩa về thẳng về phía vua trắng Sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào nếu mà trắng liều lĩnh thì tượng vào tốt h7 chiếu thì đen sẽ ăn vua lên h7 trắng ăn mã vào g5 chiếu thì đen sẽ chạy vua về g8 tránh đòn trắng phi hậu lên h4 dình vào h7 rồi ăn f7 chiếu hết thì đen sẽ phi hậu vào h2 chiếu chủ động ra tay trước trắng ăn hậu về h2 thì đen sẽ ăn tượng vào h2 chiếu trắng chạy vua vào h1 thì đen sẽ qua f8 bảo vệ tốt f7 và trắng sẽ bị lép vế khi mà xe phải đương đầu với hai tượng cực mạnh của đen. Tuy nhiên thì Manukasen lại có phần cẩn trọng hơn khi đưa tượng lên C4 dình vào điểm yếu F7 của đen. Đen cậu H6 đe dọa sẽ phi tượng vào H2 để tung ra một seri đòn tấn công. Ở đây thì trắng có thể ăn tượng F7 chiếu. Đen ăn vua lên F7 thì trắng sẽ nhảy mãi E5 chiếu Đen chạy vua về G8 thì trắng sẽ ăn mã về G4 bắt hậu. Đen chạy hậu sang E6 thì trắng sẽ phi hậu lên C3. Khống chế đường chéo A1 H8. Uy hiếp trực tiếp vua đen. Đen lên tượng C7. Mở đường cho xe trong góc ra tham chiến thì trắng sẽ nhảy mã vào F6 chiếu. Đen chạy vua lên F7 thì trắng sẽ lùi mã về F5 chiếu. Đen chạy vua sang E7 thì trắng sẽ phi hậu vào G7 chiếu đen chạy vua về d8 thì trắng sẽ phi xe xuống f8 chiếu. đen lùi tượng về e8 che thì trắng sẽ nhảy mã vào f6. đen lên tượng d6 đuổi xe thì trắng sẽ ăn xe vào e8 chiếu. đen ăn hậu về e8 thì trắng sẽ ăn mã vào e8. đen ăn vua sang e8 thì trắng sẽ xuống hậu g8 chiếu. đen chạy vua lên d7 thì trắng sẽ ăn hậu sang a8 và giành chiến thắng một cách dễ dàng với lực lượng áp đảo. Trở lại ván cờ thực chiến Có lẽ thời gian cũng sắp hết Nên Manukasen lại bỏ qua cơ hội ngon ăn này Khi anh đưa xe lên F2 Để lấy đường cho vua tẩu thoát sang bên cánh hậu Ngay lập tức Đen phi tượng vào H2 chiếu Nếu mà trắng ăn mã về H2 Thì đen sẽ ăn hậu sang H2 chiếu Trắng chạy vua sang F1 Thì đen sẽ ăn tượng vào G2 chiếu Trắng ăn xe sang G2 Thì đen sẽ xuống hậu H1 chiếu trắng chạy vua lên e2 thì đen sẽ ăn hậu vào g2 chiếu và giành ưu thế áp đảo trong thế cờ này do đó mà trắng đã chủ động chạy vua sang f1 để tránh đòn không để cho trắng kịp thời trở tay nên phi tượng vào g3 tung đòn rằng bắt xe không cam tâm nằm im một chỗ cho đen đánh trắng liều lĩnh thí tượng vào tốt f7 tung đòn chiếu phản công lại được trắng cho quà Đen liền ăn vua lên F7 mồm kêu. Mình xin. Ngay lập tức. Trắng tung mã về E5 chiếu. Đen chạy vua sang G7 tránh đòn. Trắng ăn mã về G4 tấn công hậu. Nếu mà Alpha Zero xử lý không quyết đoán ở đoạn này. Thì trắng sẽ phi hậu lên C3 chiếu. Và cờ đen sẽ lâm nguy. Do đó thì đen đã lao hậu xuống H1 chiếu. Trắng sách vua chạy lên E2 tránh đòn không để cho vua trắng kịp thở đen phi tượng lên c4 bồi thêm một đòn chiếu nữa trắng luống cuống chạy vua về d1 đen qua xe d8 tiếp tục truy sát vua cực chẳng đã trắng phải chạy vua lên c2 đen ăn hậu vào e1 tưởng sóng gió đã qua trắng bình tĩnh ăn xe sang e1 thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tiêu diệt được quân hậu nguy hiểm để đưa về cờ tàn Thế nhưng Alpha Zero tính toán luôn có chiều sâu hơn là con người Cho dù đó là Manukasen Chưa vội vàng ăn con xe ngay Nên lùi tượng về D7 bắt mã Trắng chạy xe qua D1 Vừa tránh khỏi đường rằng Lại vừa ghim con tượng không cho ăn mã Thế nhưng đen lại có nước qua xe C8 chiếu trung gian Trắng chạy vua về B1 Nên ăn tượng về G4 bắt xe bị rơi vào thế tấn công đôi trắng buộc phải chạy xe lên d5 đen nhanh chóng ăn tượng vào f2 làm thịt con xe thơm phức trắng ăn xe sang g5 chiếu bắt tượng đen chạy vua lên f6 tránh đòn trắng ăn xe về g4 thôi thì ăn lại được quân nào thì cứ ăn để bù lỗ đen ăn tượng về e3 rình lao xe xuống c1 chiếu hết thấy vậy Trắng vội vàng đẩy tốt B4 để mở cửa sổ cho vua thoát lên. Dù ý đồ đã bị lộ, song đen vẫn thọc xe xuống C1 chiếu. Trắng chạy vua lên B2 tránh đòn. Đen qua cg G1, dình bắt con tốt ở G2. Trắng tiếp tục tiến vua lên B3, đưa vua ôm tốt tiến lên. Đen lên vua F5 bắt xe. Trắng chạy xe về G3 tránh đòn. Đen lùi tượng với F4, tiếp tục tấn công con xe này. Trắng chạy xe xuống G8 Tránh xa khỏi tầm với của các quân đen Đen đẩy tốt H5 Đưa tốt thông tiến lên để phong hậu Trắng cũng đẩy tốt A4 Tìm cách đột phá để tạo lại tốt thông đánh lại Đen thúc tốt tràn sang H4 Tiến binh vào vùng lãnh thổ của trắng Trắng lao vua lên C4 Đen lùi tượng về G5 Chia cắt xe và tốt Khiến cho trắng không có cách nào có thể bảo vệ quân tốt ở G2 không còn đường lùi nữa trắng liều lĩnh sông vua lên c5 đen lập tức ăn xe vào g2 mở toang cánh cửa cho tốt thông cột h tiến xuống Đánh nguy trắng cấp tốc đưa xe qua h8 để ngăn chặn đen lao vua lên g4 bảo vệ tốt không còn thời gian nắn nót đưa vua xuống bắt con tốt ở a6 trắng vội vã thúc tốt tràn sang b5 tạo thành một con tốt thông để phản công lại Đen ăn tốt lên B5 Trắng ăn tốt lên B5 Đen thúc tốt tiến xuống H3 Và chỉ còn cách ô phong cấp đúng hai nốt nhạc Trắng cũng đẩy tốt B6 Tiến dần đến ô phong cấp Đen qua xe B2 Chặn đường xuống của tốt Trắng lao vua xuống C6 Đưa vua tiến xuống để hỗ trợ tốt xuống phong hậu Đen đẩy tốt H2 Nếu mà còn trần trừ thì đen sẽ phi tượng lên H4 biệt bất đường của quân xe và trắng sẽ không thể can thiệp khi đen phong hậu. Cực chẳng đã, trắng phải quất luôn con xe vào tốt H2. Nên ăn xe sang H2, trắng thúc tốt tiến xuống B7. Không hề nao núng, đen qua xe B7 chặn đường xuống của tốt. Lúc này thì ô phong cấp lại cùng màu ô với con tượng của đen. Thật là quá nhỏ cho Manukasen. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ Manuka Sen đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị chiếu hết mất mặt của vua cờ. Nếu thấy ván cờ tấn công này hay, các bạn hãy để lại một like để động viên vào ngôi admin. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào cái chuông để khi dạy chơi cờ vua ra video mới, bạn sẽ nhận được thông báo xem sớm nhất. Trường hợp mà trắng cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.